từ Mỹ. Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hiện tại thì mình cùng với anh em cũng đang ở dưới thành phố Vũng Tàu. Và hôm nay thì xuống đây lắp cho khách một bộ âm thanh karaoke. Thì bộ hôm nay mình lắp đó là hai trụ Electro Voice Yvonne 50M. Thì mình sẽ tổng quan sơ qua về không gian căn nhà này một chút. Thì tổng không gian vô tới phía trong này đâu đó là 45m2. Nhưng mà cái vị trí mà đặt loa cho đến vị trí ngồi đối diện á, thì đâu đó cũng chỉ có khoảng tầm 3 mét thôi. Nói chung là cũng khá là ngắn. Để mà cái âm thanh này nghe được tốt hơn hay hơn, thì nếu như đặt ở một cái vị trí ở hướng này mà chúng ta ngồi cách loa tầm 4-5 mét, thì cái loa này nó thể hiện sẽ tốt hơn. Vì nó thuộc dạng dòng loa Column Array. Nó sẽ phóng, cho nên là khi chúng ta ngồi quá gần loa thì chúng ta nghe cái âm thanh không được chi tiết. Nhưng khi chúng ta ngồi cách loa đâu đó khoảng tầm 4 mét gì đó thì chúng ta nghe âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với khi chúng ta ngồi cách loa chỉ có 3 mét như vậy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan về bộ âm thanh này mọi người ha. Thì bộ này thì mình lắp đó là một cặp loa Electro Voice Yvonne 50M. Thì khi khách hàng tìm hiểu và so sánh giữa L1 và dòng Electro Voice này, thì khách đã quyết định lựa chọn dòng Electro Voice chứ không lựa chọn dòng loa bô. Bởi vì là khách cảm nhận là cái cây trống của dòng Electro Voice này nó cứng cáp hơn. Và cảm giác nó, nói chung là cái sở thích của từng khách hàng mọi người ha. Cái thứ hai nữa là cái chất âm để mà về cho vấn đề ca hát á, thì dòng này nó thể hiện được tốt hơn là dòng bô. Thì ở một clip khác thì mình sẽ chia sẻ chi tiết và đánh giá giữa sự khác biệt của dòng Electro Voice và dòng Bô L1 để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Và kèm theo đó thì bộ âm thanh này thì mình sẽ bộ máy á, thì mình sẽ phối ghép cho khách đó là một chiếc vang số KX180A và một bộ micro của JBL VM 300. Thì mang gọi là cũng có cái tính chất của di động, cho nên là mình cũng tặng thêm cho khách một cái tụ này để trường hợp anh có đi đâu mang đi đâu, hoặc là nhà có tiệc này kia thì vẫn có thể là mang ra ngoài được một cách rất là dễ dàng, chỉ việc cắm hai sợi dây hai bên loa là xong thôi, chứ cũng không có bị rườm rà quá. Thì bây giờ thì mình sẽ set up rồi một lát là mời mọi người chúng ta sẽ nghe thử một vài đoạn nhạc khách hàng hát để mọi người chúng ta cảm nhận về cái dòng sản phẩm này ha. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mình mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ cho anh xin một đêm chăn trối, niềm đau đớn cho bạn năm xưa dâng hết cho lần rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, anh khóc cho duyên ngừng thở em chết trong mộng ngày mưa. Nào mà không sân thì xin em nhớ cho rằng em nghiêng nghiêng chiếc ngựa hồn anh. Em ơi, ước gì
À, ok mọi người, thì vừa rồi thì khách cũng đã có hát và test thử một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì những mặt hàng này thì bên mình có sẵn ở showroom. Thì có thời gian thì chúng ta có thể là ghé showroom bên mình để chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm, chúng ta so sánh giữa những dòng sản phẩm mới này để xem là cái chất âm nó cho ra như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình like, share, subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha.